có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng: xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, tiềm ẩn tình trạng kích điện bắt run đất đối với sản xuất nông nghiệp và môi trường, thực trạng lấy cắp thông tin tài khoản Zalo, Facebook lừa vay tiền, gia tăng tai nạn giao thông quốc lộ 38B đoạn qua xã Trung Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp giao ban của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, văn hóa và sơ kết chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại phiên họp, các đại biểu nghe tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết thực hiện nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo của Sở Xây dựng sơ kết chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các đại biểu tập trung thảo luận 4 nội dung, nhất là kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển đô thị tỉnh và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn đến năm 2025. Sở Xây dựng cần điều chỉnh mục tiêu phát triển đô thị phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính. Tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2022 của tỉnh đạt 43,5%, dự kiến đến hết năm 2023 đạt 45%. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 48%. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý về chủ trương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thiện dự thảo, quyết định trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các sở ngành địa phương và ý kiến tại cuộc họp để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Đối với báo cáo sơ kết các chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường xây dựng hoàn thiện lại báo cáo sơ kết, trong đó cần đưa ra những giải pháp cụ thể bám sát kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân nhằm hoàn thành chỉ tiêu chưa đạt. Riêng Sở Xây dựng cần ra soát quy hoạch và các dự án đã tiếp nhận đầu tư để điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị và điều chỉnh mục tiêu trong chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo định hướng và mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Mục tiêu phải thế đâu. Liên quan đến chương trình phát triển đô thị thì bây giờ có khác rồi, chỉnh sửa lại. Mục tiêu ấy, đầu tiên anh phải nêu ra là tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 là 48%. Cụ thể là từ đô thị bao nhiêu thì các huyện như thế nào. Kết quả thực hiện thì đến nay đô thị là bao nhiêu phần trăm. Bổ sung nghị quyết từ nay đến 2037 Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đấy là nghị quyết chỉ có 2 điểm thôi. Đấy là nghị quyết của tỉnh ủy. Xong rồi bắt đầu mới phương hướng giải pháp. Giải pháp thì từ nay đến năm 2025, từ năm 2025 đến 2030 thì ta phải làm gì? Thì kết hợp với Sở Nội vụ cho nó thống nhất một hệ thống và một chủ trương giống nhau. Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2023 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dù hội nghị có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ truyền đạt thông tin về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo kết luận số 48 năm 2023 của Bộ Chính trị. Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Chuyên gia Bộ Công Thương truyền đạt chuyên đề công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và tiền chất công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền về việc phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương đơn vị, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm bắt, tổng hợp báo cáo kịp thời những vấn đề đang gây băn khoăn, lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội
và trong nhân dân, như trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai, thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và dự án các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện cấp xã. Ban tuyên giáo cấp huyện tham mưu và Ban chỉ đạo 35 cùng cấp kịp thời thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch đối với đất nước nói chung, đối với một số vấn đề trên không gian mạng đang ảnh hưởng đến tỉnh nói riêng, kịp thời định hướng đấu tranh với các thông tin sai trái, ảnh hưởng đến trật tự, trị an của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng Phó Chủ tịch và Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tới dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có 293 học viên là các phó chủ tịch và đại biểu Hội đồng Nhân dân đến từ 10 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Với 10 chuyên đề được các giảng viên trình bày trong lớp học này nhằm bồi dưỡng, cung cấp thêm thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, trao đổi những cách làm hay, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Trực tiếp truyền đạt tại hội nghị, giảng viên cao cấp Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách được biên soạn rất công phu kỹ lưỡng, qua nhiều bước với quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, dày trên 600 trang, qua đó giúp cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm như bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Hành động quyết liệt nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, sự ủng hộ ghi nhận niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân và bạn bè quốc tế. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp 4.0 và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2023. Diễn đàn nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, chủ thể sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, đặc biệt tiếp cận với cách thức kinh doanh nông sản online, quy trình lập gian hàng, xây kênh và vận hành kênh bán hàng bắt kịp xu thế tiêu dùng mới. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 199 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP có chất lượng chưa được tiêu thụ rộng rãi ra ngoài tỉnh. Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam chia sẻ những tín hiệu thị trường, giới thiệu những sản phẩm kinh tế và kỹ thuật, cách thức bán hàng online, vận hành, livestream trên nền tảng TikTok Shop. Tại diễn đàn, ban tổ chức đã tổ chức phiên livestream trên TikTok, từ đó giúp các đơn vị kinh doanh hiểu rõ hơn về cách thức bán hàng trên TikTok, những nguyên tắc cộng đồng cần tuân thủ khi live, làm thế nào để thu hút nhiều người xem, bán được nhiều sản phẩm. Kinh doanh online, đặc biệt là kinh doanh trên TikTok, đang trở thành xu hướng phát triển trên thế giới, là kênh tiêu thụ sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều nông dân cũng đã thực hiện chuyển đổi số, livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả, từng bước tham gia nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 44 của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng, gọi tắt là thuế VAT, từ 10% xuống 8%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 để hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đã tạo ra làn gió tươi mới, tạo đà cho nền kinh tế sớm phục hồi trở lại sau giai đoạn dài khó khăn. Những khó khăn gặp phải trong 2 năm vừa qua được doanh nghiệp này nhận định là khó khăn nhất sau gần 20 năm kể từ khi công ty được thành lập và đi vào hoạt động. Dù sản xuất ở lĩnh vực đồ gia dụng, phục vụ thị trường nội địa, tưởng chừng như ít bị ảnh hưởng,
nhưng sản lượng 7 tháng đầu năm 2023 vẫn giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, doanh nghiệp rất kỳ vọng Nghị định 44 về giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng. Chính phủ mình ấy có ra cái nghị định 44 vào ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2023 và cũng là một cái tín hiệu rất là mừng, đã thúc đẩy được cho người dân tiêu dùng nhiều hơn và đã giúp cho doanh nghiệp tiếp tục có những cái đơn hàng và giúp cho sản xuất bắt đầu bình ổn trở lại. Mức giảm thuế VAT 2% sẽ tác động đa chiều đến nền kinh tế vì đây là thuế gián thu cấu thành giá hàng hóa dịch vụ. Do vậy, khi giảm, tức là giá hàng hóa dịch vụ sẽ được giảm xuống, người tiêu dùng trực tiếp được hưởng lợi. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp đang phải có định hướng nó quay trở lại thị trường trong nước. Thế nên chính vấn đề mà giảm được cái thuế VAT xuống ấy, thì các doanh nghiệp kinh doanh trong nước, đấy là một cái điều kiện rất là thuận lợi. Để cho người ta có thể nói là nó sẽ giảm đi các chi phí 2% cho một cái sản phẩm cũng không phải là nhỏ. Theo ông Cơ Ôn Hy Ô Chin, chuyên gia triển khai dự án nhà máy thông minh của tập đoàn Samsung, bên cạnh sự hỗ trợ về thuế thì nhà nước cần tăng cường đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh để định hướng cho doanh nghiệp thực hiện. Tôi nghĩ hiệu quả của chuyển đổi số đến từ việc số hóa các sự kiện analog thành các dữ liệu số, phục vụ thu thập, truy vấn, phân tích và đối ứng tức thời theo thời gian thực hiện. Do đó, để thành công, trước tiên doanh nghiệp cần tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất từ công đoạn đầu tiên đến công đoạn cuối cùng. Có như vậy, phần mềm được xây dựng mới đáp ứng phù hợp nhất. Và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp cũng là yếu tố không thể tách rời. Cuối cùng tôi thấy có doanh nghiệp nhầm lẫn tự động hóa sản xuất chính là phát triển nhà máy thông minh. Thực tế, sau khi tự động hóa, doanh nghiệp cần tiếp tục ứng dụng giải pháp để quản lý trạng thái, thông số vận hành thiết bị mới có thể tiến tới nhà máy thông minh bền vững. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm tương ứng với số tiền khoảng 24.000 tỷ đồng. Giảm thuế thực chất là để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp cả nước đang kỳ vọng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế sau hơn một tháng thực hiện Nghị định 44 của Chính phủ sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa trong 5 tháng còn lại của năm 2023. Nhà văn hóa thôn xây dựng Dở Dang đã dừng thi công từ hơn 3 năm nay, trong khi người dân không có nơi hội họp, phải họp nhờ tại đình làng. Đây đang là thực tế tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Công trình nhà văn hóa thôn Lưu Xá được khởi công từ đầu năm 2020 do Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tùng Mậu làm chủ đầu tư. Được biết kinh phí xây dựng do huyện Ân Thi hỗ trợ một phần, nhân dân thôn Lưu Xá xã hội hóa 500 triệu đồng để san lấp mặt bằng, còn lại là nguồn đối ứng của xã. Thế nhưng công trình đang xây dựng thì phải dừng lại do xã Hồ Tùng Mậu không bố trí được kinh phí. Hiện tại công trình này đang bị bỏ hoang, có nguy cơ xuống cấp. Trong khi đó, nhân dân thôn Lưu Xá không có nhà văn hóa để hội họp sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Xã Hồ Tùng Mậu có 3 trên 5 thôn chưa có nhà văn hóa, vì thế địa phương vẫn đang nợ tiêu chí số 6 về thiết chế văn hóa trong Bộ Tiêu chí Nông thôn mới. Trước thực trạng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân có sử dụng xung kích điện, đánh bắt run đất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu và gây mất an ninh trật tự, để bảo vệ tài nguyên đất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương. Như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, tình trạng sử dụng kích điện để bắt run đất đã và đang xảy ra ở 3 địa phương. Trong đó, tại thành phố Hưng Yên có trên 60 đối tượng bắt và 4 cơ sở thu mua run đất. Huyện Kim Động có 3 đối tượng và huyện Phù Cừ có 1 đối tượng từ nơi khác đến sử dụng kích điện để bắt run đất. Theo Phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, run đất có vai trò vô cùng quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Làm cho đất tơi xốp, chuyển hóa các chất dinh dưỡng, tạo điều kiện sinh ra các chất có lợi cho cây trồng, giúp cây trồng phát triển tốt. Việc kích bắt run đất xảy ra ở trên không chỉ gây mất an ninh trật tự, hủy hoại môi trường, mà đây còn là hành động tận diệt run và các sinh vật có ích khác trong đất. Cái việc sử dụng cái kích điện để chúng ta bắt run đất thì nó cũng làm ảnh hưởng rất lớn tới cái tầng canh tác, hệ sinh vật ở trong đất, thì đất của chúng ta sẽ bị chai sản, làm cho cây trồng sinh trưởng phát triển kém đi, và bên cạnh đó cũng gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người.
Trước thực trạng nguy hại trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát phát hiện, xử lý ngăn chặn tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, chiếm đoạt tài khoản Zalo, Facebook hoặc đánh cắp thông tin cá nhân người dùng để lập một tài khoản Zalo, Facebook giả mạo và nhắn tin vay tiền là hình thức được nhiều đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng thời gian vừa qua để chiếm đoạt tài sản. Cách đây hơn một tháng, chị Thọ ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bất ngờ được bạn bè nhắn tin cảnh báo về việc có đối tượng giả mạo Facebook chị nhắn tin vay tiền hàng loạt. Thì một điều rất là tinh vi đó là gì? Ngoài việc mà giả Facebook của tôi thì họ còn có cả cái số tài khoản. Khi mà gửi đến thì cái số tài khoản đấy trùng tên với cả mình luôn. Nên là nếu như không có cái thao tác đó là check lại, gọi điện hoặc là xác nhận lại trực tiếp trên nhóm hoặc là gọi điện cho tôi thì có thể là nhiều người sẽ cả tin rằng à đấy là tôi và sẽ trực tiếp chuyển tiền. Khi mà tôi gọi video thì họ sẽ tạo ra những cái âm thanh tiếng bít bít để gọi như kiểu là mất kết nối hoặc là mất mạng, để ví dụ như là họ có thể là nhắn tin cho tôi mà không phải là giao tiếp bình thường. Và khi mà phát hiện những cái dấu hiệu khả nghi như vậy thì tôi không đồng ý chuyển tiền. Còn chị Phạm Thị Huyền ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên lại không may bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt thông tin và là một Zalo giả mạo vay tiền các bạn bè trong Zalo của chị. Đã có một số người bạn của chị Huyền thực hiện chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo. Cái bạn ở trong đấy nhắn tin rục rã thì cũng là rất là tin tưởng chị, thì cũng không gọi điện hỏi chị mà mình cũng chuyển luôn lập tức ấy. Quay lại cái tài khoản đấy thì lại không xem được tin nhắn bởi vì họ đã xóa cái tài khoản rồi. Trên thực tế, rất nhiều người là chủ tài khoản bị chiếm đoạt thông tin cá nhân lẫn nạn nhân bị mất tiền bởi cho lừa đảo này thường im lặng hoặc chỉ cảnh báo trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội của người khác rồi nhắn tin lừa vay tiền hoàn toàn có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi, thì hành vi phạm tội của những đối tượng này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài một số trường hợp mất số tiền lớn được trình báo với cơ quan chức năng, thì những người bị đánh cắp thông tin nhưng chưa có thiệt hại hoặc thiệt hại ít về mặt kinh tế rất cần biết được các biện pháp để chủ động bảo vệ tài khoản của mình. Mạng xã hội là nơi khi người dùng cho phép bất kỳ ai cũng có thể vào xem và tìm kiếm thông tin cá nhân của người đó. Do vậy, để hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm đoạt thông tin tài khoản và lợi dụng lừa đảo, mỗi người dùng nên chủ động tìm hiểu các phương pháp bảo mật tài khoản mà các nhà mạng đã chỉ dẫn, cũng như bảo mật thông tin cá nhân của mình để tự đảm bảo an toàn cho chính tài khoản của mình và các bạn bè trên mạng của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 20 ngày qua, tại hai nút giao quốc lộ 38 địa phận xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, liên tiếp xảy ra 4 vụ va chạm giao thông làm 2 người chết và 4 người bị thương nặng. Có 3 nguyên nhân dẫn đến tai nạn, gồm lái xe không kiểm soát được tốc độ khi vào nút giao, vượt đèn đỏ và hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Theo đó, hai vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào buổi tối ngày 28 tháng 7 và ngày 13 tháng 8 tại nút giao giữa quốc lộ 38B và đường nối hai đường cao tốc, địa bàn thôn Đặng Cầu, khiến một bé trai 7 tuổi tử vong và 2 người khác điều khiển mô tô bị thương. Nguyên nhân chủ quan là do lái xe không làm chủ tốc độ khi vào nút giao. Nguyên nhân khách quan là tại nút không có đèn chiếu sáng. Hai vụ va chạm khác xảy ra tại nút giao chợ đầu thôn Đào Đặng xảy ra ngày 7 tháng 8 và ngày 13 tháng 8, khiến một người thiệt mạng và 2 người bị chấn thương sọ não. Cả hai vụ tai nạn đều có liên quan đến xe chở cát va chạm với người điều khiển xe mô tô. Với lưu lượng xe, đoạn quốc lộ 38 này rất lớn nên nhiều lái xe có tâm lý vượt đèn đỏ và đi cố đèn xanh ở những dây đầu và dây cuối của hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Mặc dù vậy, tại nút giao này chưa có hệ thống cờ giảm tốc cưỡng bức. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.